Ba Vi có con bò vàng, đồi chè xanh mướt có nàng xinh xinh. Em có đồng ý cho anh gửi một chữ tình? Anh không chê người vùng núi như em à? Vùng nào thì vùng, vẫn là con người, đến với nhau vì tình yêu chứ quan trọng gì vùng miền. Hãy cho anh cơ hội được lặn lội vào tim em. Anh hứa sẽ cho em mút kem cả đời, yêu thương gắn bó chẳng xa rời dù bão giông. Này, cái bài hứa nó dính vào mồm đàn ông các anh rồi thì phải. Ông nào chẳng nói thế, lúc tán tỉnh thì dịu dàng nâng niu, lúc có được rồi thì coi như cơm thiu cơm thừa. Có phải ai cũng thế đâu mà. Cả họ nhà anh có truyền thống chung tình, yêu ai cũng hết mình đó em. Như cụ tổ nhà anh, ngày xưa là 7 đời vợ, thương ai cũng hết duyên hết nợ mới thôi. Chung tình thế còn gì, yêu anh nhé. Thôi được rồi, em sẽ dẫn anh về nhà em. Nếu mà bà em với cả bố mẹ em mà đồng ý thì em mới yêu. Đi anh. Đợi tôi với. Chúng mày là lũ mắt dày. Mắt dày là lũ chúng mày. Ôi giời ơi, ôi giời đất ơi. Tao đang cay đời quá đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Chúng con mắt dậy cái gì? Hôm nay mẹ ăn nhầm phải củ ré hay sao mà cứ oang oang thế? Người ta nghe thế thì hay ho cái gì? Vợ chồng chúng mày ăn miếng lớn miếng nhỏ, đi đó đi đây, có bao giờ quan tâm đến cái thân già này đâu. Ôi giời cao đất dày ơi. Mệt với mẹ lắm cơ. Nhà con ăn cái gì thì mẹ ăn cái đấy, chứ có ăn giấu ăn giếm bao giờ đâu. Còn cái việc đi đó đi đây thì bây giờ mẹ già rồi, ra ngoài nhỡ mà phải nắng phải gió thì có phải là khổ không? Tao vẫn muốn đi. Giờ tao già rồi, sắp xuống lỗ, chúng mày phải chiều tao chứ. Ngày xưa bé mẹ bế mẹ bồng, lớn lên xây nhà dựng vợ gả chồng tinh tươm, như thế có đáng được báo đáp hay không? Hay là mày chỉ biết đến vợ con mày? Ai xem thế nào? Mẹ thích đi đâu thì cho mẹ đi, không đến lúc lại mang tiếng vợ chồng mình bạc bẽo đây. Giả khó chịu lắm cơ. Thế bây giờ là mẹ thích đi đâu? Thì mẹ muốn đi thăm thú những nơi mà mẹ chưa được đến bao giờ. Được rồi, khác được đến nơi chưa được đến bao giờ. Mời mẹ. Kính thưa mẹ, đây là mảnh đất hữu tình, tuổi cao người ta vẫn ở một mình nghỉ ngơi. 7-7-4-9 ngày, hôm nào cũng được ăn cơm với trứng. Ra đây, được bà con đưa đón đàng hoàng, nằm trên xe 4 bánh, sơn son thiếp vàng, long lanh. Đây. Ừ, bố nhà mày, mày chú ẻo tao đấy à? Thì mẹ bảo là đến cái nơi chưa được đến một giờ còn gì. Bố ơi, bấm ơi, ra đi nhà của Khạch đi. Nói cái gì ấy? Cả nhà đi đâu mà vắng tanh thế này? Bấm ơi, bố ơi. Rồi. Bố bị chó đuổi hay sao mà bố chạy tít thế? Con này, ăn nói bố léo bố láo. Bà mày đuổi tao chứ chó nào? Dạ, cháu chào bác ạ. Quân mất dạy kia, mày không đợi tao à? Mẹ đuổi để múc con lại đợi có mà dở hơi. Bà với bố chứ trẻ con ấy,
Bố với bà vào nhà con thưa chuyện một chút ạ. Dạ vâng ạ, cháu cũng có chuyện muốn nói ạ. Dạ. Mẹ đặt tựa đi có ản không mẹ? Nhìn cung ạ. An an. Ổng đắc đi. Tựa ní ở trên phổ, tựa ý hảo con mẹ à. Bà với cả bác chửi cháu hay sao mà cứ xí số thế. Anh im đi, để gia đình người ta làm bàn mưu tính kế. Mẹ ơi mẹ, con yêu tựa ní ảnh thương mẹ. Chúng tôi là người Mường, sống cũng giản dị, gần gũi. Nếu anh không chê cháu nhà tôi quê mùa thì cứ đến với nhau thôi. Yêu thương nhau thì cũng được. Nhưng mà tôi bảo thế này, nhà tôi là có mỗi một đứa con gái. Nếu mà cậu đối xử không ra gì thì cứ liệu hồn. Người phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải là để làm tổn thương. Đừng có ra trường mà phải dịu dàng quan tâm thì tình yêu nó mới âm thầm lớn lên. Thế hôm nay là cậu đến đây là tay không à? Cháu đoạn quá, quên chưa mua quả bánh gì. Anh định ăn không con gái nhà người ta đấy à? Là thế này, cậu xem chỗ nào đẹp đẹp, bế bà cụ nhà tôi đi thăm thú một hôm, rồi tính tiếp. Ôi giời, cái thằng này mày làm cái gì đây? Thì bác nhà bảo cháu không bế con gì. Mày bảo không? Giờ cháu bé đi tôi mà. Bà ơi, bà là thích những cái chỗ nhộn nhịp, đông đúc đúng không? Thì đúng rồi, ở quê chỉ có loanh quanh xó bếp trong nhà. Cũng muốn ra ngoài xem những chỗ nó nhộn nhịp. Bà em á, ở nhà chỉ toàn ngắm núi thôi. Dẫn bà cháu người ta đi chơi đi, chứ còn đứng đây làm gì? Thì đây chả nhộn nhịp quá còn gì. Ê tô đi trước, xe máy đi sau, cứ thế nối đuôi nhau đều đều. Mày dở hơi à? Tao có rảnh háng đâu mà ra đây ngắm ô tô xe máy sự bố mày. Thôi. Mai còn đưa bà với em ra làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Gớm hai bà cháu xong kiếm hợp bích ghê thế. Ngắm ô tô tiếp đi. Mày nhớ cái mồm mày đấy. Mày mà lừa tao là không có xong đâu. Muốn tán được người ta là phải tán được cả bố, cả mẹ, cả bà. Thế là hoa thơm nhổ cả cụ mà. Úi giời.